Em khu bán lều anh em. Siêu thị này bán quá trời đồ luôn anh em. Tụi mình kiếm được chỗ ngủ rồi nè. Wow. Em Chippy có đem theo đồ anh em. Chippy đi mồ hôi không thúi quá. Chippy đem nước nè. Ướt rồi. Mới thay đồ luôn, liêu liêu. Mới thay đồ, ướt áo rồi cung. Ở trong đây không có đồ bận, ở trong đây 24 giờ phải thay đồ chứ. Mua cho Chippy cái quần này để Chippy bận nha. Nó chạy nó không thèm bận anh em. Nó thèm bận rồi đó anh em. Ủa ở đâu rồi? Bị bò đây đúng không? Bị chế ba vui không? Bị chế ba vui không? Bị chế ba vui không? Chị này không hả? Không mà. Không, bị chế ba không vui. Vui. Vui đúng không? Ừ vậy thôi, vô ăn đi. Chào tất cả anh em, hôm nay tụi mình có một khách mời đặc biệt đó chính là Chippy. Cú quay clip, mà nhìn bánh nó thèm quá, nó không nói gì luôn anh em. 24 giờ trong sậy, đầu tiên mình phải kiếm chỗ ngủ đi đã. Kiếm chỗ ngủ đi móc mũi hoài. Bỏ ra, dơ quá, không được dơ vậy nghe chưa. Đi nữa mà xin. Ngủ hôm nay hả? Trời chỗ này nhỏ quá, tôi sao ngủ vừa, Bi ngủ vừa chứ tôi luôn ngủ vừa. Rồi đi kiếm chỗ khác đi, Bi đi kiếm chỗ khác rồi anh em, không biết nó kiếm chỗ nào nữa. Nani? Trời, nằm dưới đất luôn hả? Bậy quá vậy. Chỉ bị múa cột nè anh em. Rồi nhảy nhảy đi. Có chỗ ngủ rồi mà tiếp theo tụi mình sẽ kiếm chỗ ăn anh em. Kiếm đồ ăn chứ bị kiếm đồ ăn mua. Ông ấy bị thích ăn gì? Ăn gì? Bà thích ăn trứng á. Thôi mình kiếm trứng ăn đi. Mua cho bà trứng nha. Dạ. Ê ý tôi kêu trứng ăn chứ mày trứng đồ chơi. Ham chơi quá à. Mình mua mấy trứng nó dễ thương nè anh em. Thương nè anh em. Wow. 24 giờ trong siêu thị. Vậy đầu tiên á, ở trong siêu thị có chỗ ăn chỗ chơi. Chứ bị muốn làm gì đầu tiên? Ông ấy mình chơi nha. Ừ. Đi kiếm khu vui chơi, giờ chơi thôi bây bị. Khu vui chơi thôi. Quyết định chơi đã, bây giờ ngồi ăn. Nó đòi ăn hả? Rảnh ghê vậy mà cũng nói. Rồi Bi mua gì cho ba ăn rồi. Nãy ba đưa tiền cho Bi để mua cơm cho ba đó. Mà kêu mua cơm, mà biết tiền ba mua kẹo hả? Tham ăn kẹo quá. Có ngày súng răng nha. Ừ gì vậy té hả? Tột quá hả? Thôi để tôi lột cho nó anh em. Ờ, nãy chấp làm Chippy rồi nè em. Chippy mua nguyên quịch luôn chứ không phải là mua kẹo không đâu nha. Về có đồ ăn trong đây rồi. Đâu, mua cho ba ăn gì đâu. Trời, lại đồ chơi nữa hả? Hả? Trời, hai cái luôn hả? Ờ, hai cái trắng mắt luôn. Trời, ba cái luôn. Bốn. Cái con Chippy này. Trời, năm cái luôn. Sáu cái luôn. Nó mua 6 cái luôn anh em. 7. Nè, nè Bi ăn cục đi. Nè, ăn đi. Đó, đó, mọi người cái nha. Tới lượt ba ăn. Nani? Bi nó mua kẹo không anh em? Mua đồ ăn lại nè. Trời, hên quá, đói bụng quá, có bị bò mua đồ ăn. Chứ nãy giờ, Chippy á, nó mua toàn đồ chơi không ạ? Em mua cho Bi mà. Trong này có kẹo á. Mở cho Bi. Mở cho Bi hả? Ờ à, để ba mở cho. Mở hai cái. Hai cái luôn hả? Thôi kẹo nhiều ăn nhiều súng răng á. Ba mở một cái cho Bi thôi. Không, hai cái. Ăn nhiều súng răng á. Thôi vậy thôi ba không mở đâu. Mở một cái thôi thì mở. Dạ. Ừ, mở cho một cái thì mở. Tôi mở cho chú Bi anh em. Nè Bi. Cuối cùng cũng mở hai cái luôn hả? Thì nó nhờ em mở. Trời con Bi này khôn quá anh em. Nó mời mọi người mở một cái cho nó ăn kẹo đầy nhóc luôn nè. Nè ăn đi, thoải mái ăn đi. Wow. Mở ra không ăn, đồ chơi không à. Ủa gì kẹo đây dục quá trời đây làm gì? Hả? Trời. Kẹo mà dục quá. Đâu biết đâu. Ăn thử liền luôn anh em để coi lại gì nha. Tấm đồ trái cây quá mà không biết kẹo hay là bánh nữa. Mọi người một cái ăn thử coi biết. Rồi mọi người một cái. Thôi đi bông. Rớt luôn rồi. Ba cái đi. Để tôi canh me. Nó có ba cái là em canh me chơm một cái của nó. Rồi phải lấy ba ra mới chịu. Ờ nó giấu con cặp nó đóng sao ba tia lại rồi. Sao lấy. Khôn rồi anh em.
lại đó, xíu tôi sẽ chơm cái cặp đó luôn. Chứ tôi không chơm kẹo nữa, tôi chơm nguyên cặp đó luôn để tôi lấy kẹo. Wow. Lâu muốn tôi chơm nó quăng luôn rồi anh em. Mình vô một shop trong siêu thị để coi nè anh em. Chưa tới giờ ngủ bà nội. Thiết bị mua giày mới rồi anh em, dễ thương quá. Dục giày cũ đi luôn nè. Shop rồi ta. Thôi nè nè, Bi cất vô cặp đi. Rồi cất đi nha. Cất chưa? Dạ. Rồi hả? Ờ giỏi á. Nani? Thôi về thôi. Mua xong rồi anh em, thôi để đi chỗ khác. Chết rồi anh em, thiết bị đâu rồi? What? Bị bỏ, thiết bị bị lạc rồi kìa. Chết rồi, đâu? Chắc nó chạy ra túi kia, nó chạy ra kia tìm rồi. Chạy, nó núp ở đây nè. Chiếc bì nó đi trốn bị bò rồi anh em. Nãy giờ kiếm hoài không ra luôn á. Ở trong đây tới 24 giờ lần đó chiếc bì. Thôi không được lên xe lửa. Muốn lên xe lửa. Muốn lên xe lửa đúng không? Rồi lên. Mệt quá đòi hoài à. Đó. Rồi ngồi đi. Rồi đó, muốn đi xe lửa thích chưa? Đi thôi, nó bị nhốt rồi anh em. Rồi đi đi, bấm đi ra. Sao nãy mới cười? Nãy mới thích mà. Thôi tụi mình tiếp tục khám phá siêu thị nữa anh em. Yes. Thấy chưa, bị nhốt trong á. Ủa, nãy giờ thấy Bi Bo đâu không? Không. Mẹ đâu có tiêu rồi, Bi Bo đâu rồi? Mình nhờ chiếc Bi đi kiếm Bi Bo rồi anh em. Mà nãy giờ không biết nó kiếm xong rồi không chưa mà. Mà không thấy hai tụi nó đâu luôn á anh em. Không biết nó đi đâu lâu quá anh em. Không biết nó kiếm ra Bi Bo chưa nữa. Tiếp tục tụi mình đi khám phá thôi nè em, còn mười mấy tiếng nữa khám phá hết cái siêu thị này. Đi thôi, đi, đi Bi. Đi thôi anh em. Bi Bo tiếp tục quá, Bi Bo muốn đi đâu nữa nè. Đâu rồi? Thầy có đồ chơi cho Bi chơi luôn nè. Ở trong này 24 giờ có chỗ chơi nữa chứ. Sàn nhúng, sàn nhúng. Trời trời ơi. Khó tân quá. Ừ, cho nó tân này. Con này không biết tân nữa, con mẹ tân nè. Đó, đó. Rồi, Bi tân đi. Mệt quá nó xách đi luôn rồi anh em. Mày sao? Hồi nãy giờ tụi mình đi vòng vòng siêu thị mấy vòng rồi anh em. Cái cặp màu vàng có Bi đâu? Hả? Oh, no. Rồi, sống luôn. Cặp màu vàng á. Rồi mất luôn. Rồi mất tiệm rồi. Chết rồi, lại đi kiếm rồi, lại đi kiếm rồi. Cha cha. Cậu ơi cưng. Sắc mình đã bị thông thông, sắc mình đã bị thông thông. Cậu ơi. Wow, đi biết mẹ quá hả? Tiền đâu chơi. Mẹ cho Bi. Cho Bi nè. Bi lái điệu nghệ quá anh em. Trời, lái hai tay hai xe luôn hả? Trời, cái đấy lụa. Điệu nghệ quá, xe bốc khói luôn. Dạ chứ Bi có đem theo đồ anh em. Chứ Bi đi mồ hôi không thúi quá. Chứ Bi đem nước nè. Mới thay đồ, ướt áo rồi con. Uống hết nước rồi kìa. Thôi được rồi, dùng cái chai đi. Mua cho Bi nước. Mua cho Bi nước hả? Mệt ghê anh em. Để nhờ Bi Bo mua nước giùm nó. Bi Bo mua giùm chai nước lọc cho Chứ Bi đi. Thôi, không mua đâu. Tự đi mua đi. Chứ Bi nó khác đó. Ừ, Chứ Bi khác tao mua ở nhà. Nè Bi. Chứ Bi nó có khác đâu. Anh khác anh làm biến. Chở bộ kia anh đi mua đúng không? Có đâu, nãy nó kêu khác thiệt mà. Bi. Anh em ơi, mình trong siêu thị 24 giờ. Được cái có đồ ăn nước uống mua ở đây luôn anh em. Wow. Ăn không Bi? Thôi đi mua nước uống anh em. Mình ráng ở đây 24 giờ nha anh em. Về. Về hả? Trời, thôi ở đây đi. Thôi. Thôi ở đây đi. Ở đây 24 giờ mới được về. Ở trong siêu thị có shop đồ chơi nè anh em. Ở đây đi ba. Ở đây hả? Nãy kêu về thấy đồ chơi cái đội ở đây luôn. Ở trong này có thế giới đồ chơi luôn nè. Ở trong này 24 giờ là đồ chơi tha hồ chơi đồ chơi luôn á. Trời, Bi có thể mua đồ chơi đi. Tôi cho nó mua rồi anh em. Mua món thôi nha Bi. Rồi đi em, ba tính tiền nè.
ở đây 24 giờ đi về hoài chắc mỏi chân ấy. Quá anh em, Bi đi kiếm chỗ ngồi đi. Bi đi kiếm chỗ nào có bàn ghế ngồi. Bi à, Bi dẫn tôi Bi kiếm ra rồi anh em. Có bàn chứ không có ghế, chỗ đâu ngồi. Nó dám chọn tôi nè em, tôi sẽ quýnh nó. Nani? Trời, em tháo qua của người ta. Ê, chính chọn lấy miệng chọn đếp tôi nè em. Này mà bảo vệ thấy chắc bảo vệ bắt quá. Tụi mình kiếm ra chỗ ngủ cho chứ Bi đêm nay rồi anh em. Nhốt lại luôn. Rồi bỏ đi chạy. Ôi nó khóc á anh em, quay lại ẩm nó đi. Trời, Chiếc Bi đâu rồi ta? Trời, Chiếc Bi mới đâu mất. Tiêu rồi anh em. Mất cả. Ủa Chiếc Bi, Vi Bo lạc mất tiêu rồi anh em. Vi Bo đi nấp tùi anh em. Thôi được, chắc tôi trả lại bộ đồ chơi của Chiếc Bi quá. Hello. Nghe đồ chơi là nó khỏi trốn liền. Vi Bo bị Chiếc Bi bắn đứng rồi anh em. Ủa cái này là chỉ ở ngoài mở mới được thôi. Chiếc Bi nó phá quá, nó đi vòng nó hết chiều cầu tuột. Nó qua đây, vô đi. Này chỉ có ngoài mở rồi anh em, ở trong là ha ha, nó bị nhốt rồi anh em. Rồi bị làm hư luôn. Bi làm hư rồi, tao bắt Bi nè. Bỏ, tao bắt á, tao bắt Bi nè. Để mình gắp cho Chiếc Bi nha. Đó. À. Ở chừng nào ăn rồi bố uống đi. Bà gắp được 3 viên cho Bi luôn. Để em xe đi tiếp nè. Đi sao không chịu lên? Đi xe chậm lắm. Đi xe chậm lắm hả? Chứ mà đi bằng gì? Trời, nó đổ qua đi mấy bài cho nhanh hơn rồi anh em. Con này vô ra đập con đó. Rồi đập đi. Trời ơi Bi dở quá à, đập không trúng con nào hết á. Trời ơi, tự đập đầu để lấy điểm luôn hả? Quá à, đập tàn hụt không à. Trời ơi, đập trúng mới có điểm. Trời ơi, đập mấy quay luôn hả? Để ba chỉ Bi nha, cái này nè. Nè. Là Bi. Là Bi. Đói bụng quá hả? Ở trong đây 24 giờ đói lắm anh em. Tụi mình đang ở máy gấp kẹo nè. Rồi tụi mình sẽ bỏ xu vô gấp kẹo. Yeah, gấp được 2 hộp kẹo rồi anh em. Hai hộp kẹo, 3 viên kẹo. Ăn đi. Siêu thị này bán quá trời đồ luôn anh em. Tụi mình kiếm được chỗ ngủ rồi nè. Tụi mình ngủ một giấc nha. Chỗ này khu bán lều anh em. Ngủ mấy tiếng rồi đó anh em. Kêu Bi Bo dậy về thôi, xong thử thách rồi. Ủa, Bi Bo? Vậy đi, Chiếc Bi đâu? Ủa, mẹ mẹ mà. Trời, đi kiếm Chiếc Bi thôi anh em. Đã hoàn thành thử thách 24 giờ trong siêu thị rồi anh em. Mà mình lạc Chiếc Bi, đi kiếm tới tối khuya luôn. Siêu thị đóng cửa rồi anh em. Có anh bảo vệ kiếm vụ mình nữa nè anh em. Bây giờ tụi mình về, chắc ngày mai người ta mới cho quay lại kiếm Chiếc Bi.